No. Chở đến gần đường cao tốc đi, anh sẽ tiếp cho. Thấy kìa. Khêu khơ. Em là tài xế của Ráp hả? Tài xế Ráp. Em quyết định là chạy là miễn phí cho hai người này được hả? Dạ. Em cảm ơn em nhiều ha. Dạ, không cảm ơn. Mũi Né. Dạ. We have the bus to Mũi Né at 11 a.m.